Bài giảng ngày thứ 10 Ngày thứ 10 đã qua Khoảng 7 giờ rưỡi 8 giờ sáng mai Chúng ta sẽ đến hồi mãn khóa thăm ma 10 ngày này Bởi vậy tối hôm nay Chúng ta hãy ôn lại những gì Quý vị đã thực tập trong 10 ngày qua Nếu bất kỳ khía cạnh nào của phương pháp Còn chưa rõ ràng Khía cạnh ấy sẽ được làm sáng tỏ. Nếu đã rõ ràng rồi, nó sẽ trở nên rõ ràng hơn. Cho nên chúng ta hãy ôn lại những gì quý vị đã thực tập. Dĩ nhiên là phương pháp thiền rất sâu. Trong 10 ngày này, quý vị đã bước vài bước trên con đường giải thoát. Và con đường này là con đường rất dài. Chúng ta sẽ không bàn đến những khía cạnh sâu xa hơn của phương pháp thiền. Bởi vì theo truyền thống, lý thuyết và thực hành nên đi song song với nhau. Càng thực hành nhiều chừng nào, quý vị càng hiểu lý thuyết nhiều chừng ấy. Càng hiểu lý thuyết chừng nào, quý vị càng thực hành nhiều chừng ấy. Bởi vậy, chúng ta hãy ôn lại những gì quý vị đã tu tập, đã thực hành trong 10 ngày qua. Đến với khóa thiền điều đầu tiên quý vị đã làm là hướng về nương tựa Tam Bảo. Tam Bảo có nghĩa là châu báu hay ngọc quý trong Buddha, Phật, châu báu trong Ma Pháp, châu báu trong Sangha, Tăng. Và châu báu có nghĩa là các phẩm hạnh rất giá trị. Ta nương tựa vào phẩm hạnh của Đức Phật, chứ không phải vào con người Đức Phật. Ta nương tựa vào phẩm hạnh của Phật, phẩm hạnh của Pháp, phẩm hạnh của Tăng. Bất hạnh thay, truyền thống nương tựa tam bảo này đã trở thành sự cải đạo của con người từ tổ chức tôn giáo này sang tổ chức tôn giáo khác. Đức Phật không quan tâm đến điều này. Bất cứ ai trở nên thực sự giải thoát, thực sự giác ngộ, không muốn dính líu đến sự cải đạo này. Người ta sẽ được những gì qua việc cải đạo con người từ tôn giáo này sang tôn giáo khác? Nếu toàn thể quốc gia này hay toàn thể thế giới bắt đầu tự cho mình là Phật tử, nhưng họ không thực hành Sila, Samadhi hay Panya, họ sẽ được gì thêm qua cái tên gọi này? Nếu người ta không tự gọi mình là Phật tử, mà họ thực hành Sila, Samadhi hay Panya, cuộc sống của họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Mỗi người sẽ sống cuộc sống hạnh phúc hơn, hòa hợp hơn, lợi lạc cho mình và cho người khác cuộc sống sẽ đáng sống. Tham ma là để sống một cuộc sống thích đáng. Tham ma không có liên quan gì đến các tổ chức tôn giáo cả. Phẩm hạnh của Đức Phật, phẩm hạnh của Pháp, phẩm hạnh của Tăng. Trong tâm bảo này, tham ma là quan trọng bậc nhất. Ngài luôn nói, quý vị phải hướng về nương tựa tham ma. Tham ma Saranang Quý vị phải tạo dựng tham ma thành ốc đảo để làm nơi nương tựa. Tham ma dipa. Tham ma gì? Không phải tham ma trong kinh điển. Không, không phải tham ma quý vị nghe từ vị thầy, từ vị Phật hay từ bậc giác ngộ nào. Không phải tham ma đó. Tham ma mà quý vị tự thực hành, đây mới chính là tham ma cho quý vị và tham ma này cho quý vị tất cả sự bảo vệ, tất cả nơi nương tựa. Cho nên ngài tiếp tục nói rằng Atta Saranang tự nương dựa vào chính mình, Atta Dipa tự tạo ốc đảo cho riêng mình. Hãy phát triển tham ma này trong chính mình, rồi tham ma quý vị đã phát triển trong bản thân sẽ trở thành nơi nương tựa thực sự ngoài ra không còn chỗ nương tựa nào khác đức phật không quan tâm đến chuyện thành lập tôn giáo nhưng bất hạnh thay dưới danh nghĩa ngài không phải chỉ có một mà nhiều tông phái được thành lập và sự tinh khiết của tham ma bị đánh mất tham ma chỉ tinh khiết khi nó là chung cho tất cả giây phút mà nó trở thành tông phái nó mất hết sự tinh túy một người giác ngộ không quan tâm đến vấn đề giáo phái. Luật tự nhiên là chung cho tất cả. Đây là điều mà Đức Phật đã khám phá ra. Đây là điều mà ngài đã giảng cho đại chúng và là điều ngài khuyên chúng sanh nên áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đây là tham ma chứ không phải là nghi lễ, nghi thức, lễ nghi của tôn giáo này hay tôn giáo kia. Không phải niềm tin triết lý của tôn giáo này hay tôn giáo kia chẳng ích lợi gì cả. Đây là định luật, luật phổ quát, luật tự nhiên áp dụng chung cho mỗi người và cho mọi người. Người ta có thể tự cho mình là Phật tử, là con chiên cơ đốc giáo, hay tín đồ ấn giáo, hay là người theo Hồi giáo, hay do Thái giáo, chẳng có gì khác biệt cả. Luật tự nhiên là luật tự nhiên. Khi quý vị vi phạm luật tự nhiên này, thì quý vị bị trừng phạt ngay tức khắc. Nếu quý vị sống thuận theo luật tự nhiên này thì quý vị được tưởng thưởng ngay tức khắc. Quý vị sẽ sống cuộc sống rất hạnh phúc và điều này áp dụng chung cho mọi người. Đây là điều một vị Phật đã khám phá ra. Có Phật hay không có Phật, định luật ấy luôn luôn có ở đấy. Ngay trước khi có Đức Phật, luật này đã có rồi nếu có ai vi phạm luật này, nếu họ phát sinh ra giận dữ, oán ghét, ác ý, thù hận, đam mê, sợ hãi, ngã mạn, thì tâm bị ô nhiễm. Thiên nhiên bắt đầu trừng phạt ngay lập tức. Điều này đúng ngay cả trước khi có Đức Phật xuất hiện. Luật này đã có sẵn đó vào thời Đức Phật, có sau thời Đức Phật, và sẽ tiếp tục còn mãi về sau. Đây là lý do tại sao Ngài nói Esa Thammo Sanantano Sanatana có nghĩa là trường cửu. Định luật này luôn có đấy. Có Phật hay không có Phật? Thiên nhiên bắt đầu tưởng thưởng bất cứ ai thoát khỏi những tật xấu này. Người ta bắt đầu sống cuộc sống giải thoát, cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống hòa hợp, lợi ích cho mình và lợi ích cho người điều này đã có trước khi đức phật xuất hiện điều này đã có vào thời đức phật điều này có sau thời đức phật một vị phật khám phá ra luật này áp dụng vào cuộc sống của chính ngài và trở nên giải thoát rồi do lòng từ bi ngài bắt đầu chia sẻ nó cho người khác truyền bá cho người khác luật này phải giữ được tính phổ quát nếu không sẽ mất đi hiệu lực một vị Phật không màng đến chuyện thành lập tông phái. Chúng tôi được biết nhiều lần ngài nói chuyện với đại chúng rằng: "Ta không quan tâm đến việc biến quý vị thành đệ tử của ta, ta không quan tâm. Ta không quan tâm đến chuyện chia cách quý vị với các đạo sư cũ của quý vị, ta không quan tâm đến việc ấy. Quý vị có những mục đích nhất định nào đó trong đời quý vị. Người trở thành một ẩn sĩ, một tỳ kheo hay tỳ kheo ni, ngay cả đến một cư sĩ" ai ai cũng có mục đích nào đó trong đời là được giải thoát khỏi những bất tịnh trong tâm ta đến đây để giúp quý vị làm điều đó ta có một phương pháp mà ta sẽ dạy cho quý vị nhờ sự thực hành phương pháp này quý vị có thể thoát ra khỏi những hệ lụy những ràng buộc của những bất tịnh này tất cả chỉ có thế ta chỉ quan tâm đến chuyện đó ngài không màng đến chuyện thành lập tông phái Vào lúc sắp qua đời ngài nói ta không phụ thuộc vào đoàn thể tăng già ta không phụ thuộc vào những người này vào tổ chức các tỷ kheo những con người thánh thiện ta không phụ thuộc vào những người ấy và những người ấy không phụ thuộc vào ta mỗi người phụ thuộc vào chính mình phụ thuộc vào thăm không liên quan gì đến tông phái thăm ma là chung cho tất cả đây là điều quý vị đã thực hành ở đây. Một vị Phật chỉ là một vị Phật khi Ngài hoàn toàn vững vàng trong tham ma. Nếu không có tham ma, một người nào đó có thể tự nhận là tôi là một vị Phật, tôi là một vị Phật. Nhưng người ấy không phải là Phật, người ấy không có liên hệ gì đến một vị Phật cả. Một Sangha là một Sangha, một người thánh thiện là một người thánh thiện, nếu vị ấy đã vững vàng trong tham ma. Nếu không như thế, người ấy không phải là một Sangha. Ta cần phải nhớ kỹ điều này. Khi hướng về nương tựa tam bảo, chúng ta thực sự nương tựa vào tham ma và cố gắng phát triển tham ma trong chính mình. Hiểu rõ ràng rằng tham ma mà tôi phát triển trong bản thân chỉ có tham ma này mới có thể giúp tôi, có thể cho tôi sự yên ổn hoàn toàn, có thể cho tôi nơi nương tựa hoàn toàn có thể cho tôi sự bảo vệ trọn vẹn không có gì khác có thể giúp tôi được với sự hiểu biết này người ta nương tựa vào phật pháp tăng sự cao quý trong tâm bảo này nhưng đồng thời ở đây một điểm cần được làm sáng tỏ là với bất cứ ai đang bước chân trên con đường tham ma điều này có nghĩa là sự thanh lọc tâm cần có những thước đo nào đó để đo lường xem người này có thực sự tiến bộ trên con đường tham ma hay không một thước đo là có hai phẩm chất bắt đầu phát triển hai phẩm chất này rất thiết yếu nếu hai phẩm chất này không phát triển thì người ta chỉ chơi trò chơi trí thức trò chơi tình cảm hay sùng tín những trò chơi này không có liên quan gì đến tham ma người ta không thực hành tham ma gì cả hai phẩm chất ấy là gì Phẩm chất thứ nhất là người ta cảm thấy cần phải phục vụ người khác mà không mong đợi được đền đáp. Chắc chắn là không có chuyện mong đợi bất cứ lợi lộc vật chất nào rồi. Nhưng nay đến việc mong đợi danh vọng nào đó, chức vụ nào đó, quyền lực nào đó, địa vị nào đó. Ồ không, nếu thế người ấy chả hiểu tham ma là gì cả. Chỉ cống hiến thôi, chỉ san sẻ những gì đã trách nghiệm được người ta đã thu nhận được nhiều lợi ích từ tham ma người ta cảm thấy muốn phục vụ người khác phân phát tham ma đến cho người khác có phẩm chất này hay không nếu phẩm chất này không được tăng cường thì có cái gì sai trái rồi người này vẫn là con người vị kỷ cho dù ông ta hay bà ta có nói về giải thoát thì đó chỉ là sự giải thoát riêng của người ấy người khác có dính dáng gì đến tôi thì sự thanh lọc tâm vẫn chưa bắt đầu Người ấy vẫn có cuộc đời ích kỷ, cuộc đời vị kỷ. Khi bản ngã bắt đầu tiêu tan, tiêu tan, người ta bắt đầu tự hỏi, làm sao tôi có thể giúp được người khác? Làm sao càng ngày càng có nhiều người nhận được tham ma? Đây là một phẩm chất, phục vụ mọi người trong tham ma mà không mong đợi được đáp đền điều gì cả. Phẩm chất thứ hai là phát triển lòng biết ơn. Rất quan trọng Nghe đến việc tiếp nhận của cải vật chất nhỏ bé từ một người nào đó, phải có lòng biết ơn. Bây giờ, nếu ta được tham ma, cho dù quý vị không nương tựa vào Đức Phật như nương tựa vào một người. Quý vị đã nhận tham ma từ Đức Phật. Tham ma đã cho quý vị con đường giải thoát vốn hữu ích cho quý vị. Nếu quý vị không có một mảy may biết ơn đến vị Phật này, thì không đâu, quý vị không hề có tiến bộ tí nào cả. Trở thành Phật không phải là chuyện dễ dàng. Trong vô lượng kiếp, người ta tu tập phát triển parami, 10 phẩm hạnh mà chúng ta đã thảo luận ngày hôm qua, phát triển số lượng rất lớn, số lượng khổng lồ để có thể trở nên hoàn toàn giác ngộ. Sự phát triển này đòi hỏi rất nhiều kiếp. Người ta tiếp tục phát triển parami không những chỉ để giải thoát cho riêng mình, để giải thoát cho riêng mình người ta có thể phát triển các parami với số lượng ít và đã có thể được giải thoát. Nhưng để đạt tới giai đoạn sam Sambuddha, giai đoạn của bậc hoàn toàn giải thoát và có khả năng phục vụ người khác, thường được gọi là bậc tránh đẳng tránh giác, người ta phải phát triển 10 phẩm hạnh rất sâu với số lượng rất lớn. Để thành tựu được sự phát triển này, hết kiếp này đến kiếp khác, hết kiếp này đến kiếp khác, phải luôn luôn có lòng từ ái. Ngay trước khi Ngài trở nên hoàn toàn giác ngộ, lòng từ này đã sẵn có. Ta sẽ phát triển trong tham ma vì lợi ích của người khác. Dĩ nhiên không còn nghi ngờ gì nữa, ta sẽ được giải thoát, nhưng cũng vì lợi ích của người khác, vì lợi ích của người khác. Nếu Ngài không nỗ lực tu tập như thế, Ngài đã không trở thành một Samma Sambutta cho dù ngài đã trở thành samma Sambuddha, nếu ngài không ban phát tham ma làm sao hôm nay chúng ta có thể có được tham ma chúng ta sẽ không thể có được tham ma nếu ngài đã quyết định bây giờ ta đã hoàn toàn giải thoát ích lợi gì mà theo đuổi những con người trần tục này họ sẽ chẳng hiểu tham ma ta thả bỏ đi và sống trong hang động nào đó trong dãy hy mã lạp sơn hết đời còn lại và thọ hưởng an lạc niết bàn nội tâm sao lại phải nhận lấy rắc rối lo cho những người này. Nếu thế thì ngài sẽ không phải là Phật. Lòng bi mẫn thương xót. Sau khi hoàn toàn giác ngộ ở tuổi 35 cho đến khi 80 tuổi, năm ngài qua đời, trong suốt 45 năm ngài không ngừng phục vụ chúng sanh, phục vụ chúng sanh. Với những người đã được ngài truyền dạy, ngài chỉ thị cho họ vì lợi ích của người khác Hãy đi ra ngoài truyền bá tham ma. Bahujana hitaya, Bahujana sukaya. Vì an lạc của người khác, vì lợi ích của người khác. Không mong đợi được đền đáp một điều gì. Chỉ vì lòng từ bi, theo tham ma phục vụ chúng sanh, theo tham ma phục vụ chúng sanh. Cứ thế, tham ma bắt đầu được lan truyền rồi cứ thế truyền từ thầy đến trò, từ thầy đến trò, hết thế hệ này qua thế hệ khác. Tham ma được bảo tồn trong sự tinh khiết ban sơ của nó trong 25 thế kỷ qua. Điều này không phải dễ dàng. Như vậy đối với tất cả các thiền sư, một dòng truyền thừa của các thiền sư, những người bảo tồn sự tinh khiết ban sơ của phương pháp thiền này, ta thấy có lòng biết ơn các vị. Ta có lòng cảm kích biết ơn đức phật biết ơn một dòng truyền thừa của các thiền sư đã bảo tồn sự tinh khiết ban sơ của phương pháp thiền này thật khó mà bảo tồn phương pháp thiền trong sự tinh khiết nguyên thủy của nó chỉ vì để làm vui lòng đệ tử người ta làm ô nhiễm nó nếu người đệ tử muốn dạy phương pháp thiền theo cách này thì được rồi chỉ việc làm vui lòng đệ tử tôi xuất thân từ giới kinh doanh nên tôi biết rất rõ chuyện làm vừa lòng thân chủ. Thân chủ luôn luôn đúng, khách hàng luôn luôn đúng. Nếu khách hàng muốn theo cách này, được, làm theo cách này. Nếu họ muốn theo cách kia, được rồi, làm theo cách kia. Người nào chiều theo thân chủ, người ấy không phải là thiền sư dạy tham ma. À. Số lượng không có nghĩa gì cả. Phẩm chất mới quan trọng. Cho dù chỉ có vài người thực hành thôi, họ phải thực hành theo phương cách đúng đắn. Nỗ lực của chúng ta không phải để làm vui lòng người khác mà là để giúp đỡ họ. Bahujana Hitaya, à, Bahujana à, Toàn bộ dòng truyền thừa của các thiền sư này đã duy trì phương pháp thiền trong sự tinh khiết nguyên thủy của nó. Chúng ta rất biết ơn các vị ấy. Như thế, phẩm chất phát triển lòng biết ơn này đối với Đức Phật có đó đấy không phải là nương tựa vào con người của đức phật và nghĩ rằng ngài sẽ giải thoát cho tôi tôi đã nương tựa đức phật nên giờ đây tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn và ngài sẽ giải thoát cho tôi chả ích lợi gì cả đây không phải là tham ma đây là đi ngược lại với tham ma quý vị phải tự giải thoát cho mình đức phật chỉ có thể chỉ cho con đường ngài đã chỉ ra cách thức ngài đã dạy phương pháp thiền Phương pháp thiền này chúng ta có được ngày nay là nhờ có người đã duy trì nó trong bản thể tinh nguyên ban đầu. Quý vị phải nỗ lực tu tập theo phương pháp thiền này, phát triển trong tham ma và được giải thoát. Nhưng sự cảm kích, lòng biết ơn rất quan trọng. Đó là lý do tại sao ta nương tựa tam bảo. Điều kia đến là tuy vị thọ năm giới. Hãy hiểu rằng tất cả năm giới này là phần cốt yếu của phương pháp thiền này. Có nhiều phương pháp thiền. Vào thời Đức Phật tại thế 25 thế kỷ trước đã có rất nhiều phương pháp thiền, có rất nhiều thiền sư. Có 6 vị rất nổi danh thời ấy. Trong số 6 vị rất nổi danh ấy, chỉ có Đức Phật chú trọng đến sila, giới luật. Tất cả các vị còn lại chỉ làm vui lòng khách hàng của họ, đã dạy rằng bạn có thể làm tất cả những điều bạn muốn. Cứ tự nhiên phạm giới nếu bạn cảm thấy muốn phạm giới, nếu bạn muốn khoái lạc giác quan, cứ tiến hành, cứ việc làm. Nếu bạn muốn khoái lạc này, cứ tiến hành, cứ làm đi. Đã có loại điên rồ này, nhưng mỗi người trong số 5 người này ai cũng tuyên bố rằng tôi là một Buddha, tôi được hoàn toàn giải thoát, tôi hoàn toàn giác ngộ. Người ta đã quên họ đi rất nhanh. Dĩ nhiên trong cuộc đời họ, rất nhiều người thích họ và họ được yêu thích trong ít lâu. Người ta đã nghĩ rằng thật là dễ. Bạn có thể phạm si la và làm bất cứ điều gì bạn thích mà vẫn có thể được giải thoát. Thật tuyệt vời. Con đường giải thoát này thật là hay. Nhưng rốt cuộc, đây là tham ma bị ô nhiễm. Nó không thể cho quý vị lợi ích thực sự của tham ma. Cho nên vào thời ấy và cho cả đến bây giờ, có thể có những thiền sư nói với quý vị, Sila không quan trọng. Nhưng về sự tinh khiết của tham ma mà nói, Sila hết sức quan trọng. Những ai cứ tiếp tục phạm giới và cho rằng họ có thể tiến bộ trong tham ma, không thể được. Sự tiến bộ có thể chậm, không thành vấn đề gì cả. Nhưng Sila của quý vị phải hoàn hảo. Sila phải trọn vẹn. Nền tảng này không thể trở nên suy yếu. Và đây không phải vì Đức Phật đã nói thế, cũng không phải vì kinh điển đã nói thế. Cuối cùng thì phương pháp thiền này là gì? Phương pháp thiền này là để thanh lọc tâm ở mức độ sâu thẳm nhất, ở mức độ gốc rễ. Bất cứ khi nào quý vị phạm một trong năm sila, quý vị ắt phải phát triển, phải tạo ra một số lượng bất tịnh nhiều vô kể trong tâm. Khi giết hại, quý vị phải phát sinh sự giận dữ, thù hận, bất thiện trước đã, rồi quý vị mới có thể giết hại được. Khi trộm cắp, quý vị phải phát sinh lòng tham lam, thèm khát trước đã rồi quý vị mới có thể trộm cắp được. Khi phạm tà dâm, quý vị phải phát sinh lòng đam mê nhục dục trước đã, rồi quý vị mới có thể phạm tà hạnh được. Như thế với mỗi sila, khi phạm một giới, quý vị phải phát sinh rất nhiều bất tịnh trong tâm. Quý vị đã đến đây để thực tập cách thanh lọc tâm. Nếu quý vị cứ tiếp tục làm ô uế tâm thanh tịnh, làm sao quý vị có thể tiến bộ trên con đường giải thoát được? Không có sila quý vị sẽ không thể có được giai đoạn kế tiếp là Samadhi, định. Người ta có thể thực hành loại Samadhi thông thường, còn Samma Samadhi, loại Samadhi chân chánh có thể đưa quý vị tới Panya, trí tuệ vốn sẽ đưa quý vị tới giải thoát, sẽ không thể có được nếu quý vị tiếp tục phạm các Sila. Quý vị phải gìn giữ Sila, và để giữ Sila, ta phải tập làm chủ được tâm theo phương cách đúng đắn. Bây giờ ta phải tập làm chủ được tâm trước Hay ta nên tập giữ giới trước Điều này trở nên hết sức khó khăn Ta nên đặt con ngựa trước cỗ xe Hay đặt cỗ xe trước con ngựa Thật là khó Để đưa ra giải pháp Những khóa thiền như khóa này được tổ chức Ngay cả vào thời Đức Phật Quý vị đến với một khóa thiền như thế này Và bởi vì hoàn cảnh ở đây Và vì chương trình học nặng nề Từ 4 giờ hay 4 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ, 9 giờ rưỡi tối. Quý vị không có cơ hội nào để phạm giới. Làm sao quý vị có thể phạm giới được? Quý vị luôn bận rộn theo thời khóa. Quý vị đang gìn giữ sila của mình. Cùng một lúc quý vị thực tập Samadhi. Và Samadhi của quý vị trở thành Samma Samadhi. Loại Samadhi chân tránh. Loại Samadhi dựa trên nền tảng của ảo tưởng, của vô minh lầm lạc hay của tưởng tượng có thể được thực tập mà không cần sila. Samadhi dựa trên nền tảng của sự tụng niệm, hình dung trên nền tảng của ham muốn, trên nền tảng của ghét bỏ có thể được thực tập mà không cần sila. Nhưng loại samadhi dùng đến đối tượng của sự thật, sự thật của bản thân, không có ham muốn, không có ghét bỏ. Để phát triển loại samadhi này, sila quả là tuyệt đối cần thiết. Do đó những khóa thiền này giúp ích quý vị Sila là để cho Samadhi vững vàng. Samadhi vững vàng là để tạo Văn Nhà. Như tôi đã nói, Samadhi đã được thực hành ở Ấn Độ ngay cả trước thời Đức Phật. Ở Ấn Độ vào thời Đức Phật, ngay cả thời Đức Phật đã có những thiền sư dạy Sila. Sila không phải là điều gì mới lạ lúc Đức Phật bắt đầu giảng dạy. Tương tự như thế, Samadhi cũng đã có đó. Samadhi không phải là điều gì mới lạ lúc Đức Phật bắt đầu giảng dạy. Chính Ngài trước khi thành Phật đã thọ giáo với hai thiền sư dạy Ngài các tầng thiền định rất sâu. Jhana thứ bảy và Jhana thứ tám. Tầng thiền định thứ bảy và tầng thiền định thứ tám. Hai tầng thiền định mà ngày nay Ấn Độ và cả thế giới đã hoàn toàn đánh mất. Ngài đã chứng hai tầng thiền định Samadhi này, nhưng đây không phải là loại định đúng. Ngài thấy rằng những Samadhi này không thể diệt trừ được tất cả mọi bất tịnh trong tâm, cho nên Ngài phải phát triển và nỗ lực tu tập bằng Panya. Bây giờ Panya cũng đã có ở Ấn Độ, ngay cả trước thời Đức Phật, vào thời Đức Phật và sau thời Đức Phật. Nhưng Panya này luôn luôn là Sutamaya Panya, tuệ thụ nhận hay văn tuệ, loại tuệ có được nhờ đọc, thảo luận và đàm đạo. Hay nó là loại Chintamaya Panya, tuệ tư duy hay tư tuệ, loại tuệ có được do suy luận. Nhưng loại Bhavnamaya Panya, tuệ thực chứng thì thiếu vắng làm sao áp dụng panya vào đời sống hàng ngày làm sao sống đời sống panya loại panya sống động điều này không thấy có và đây là sự đóng góp của đức Phật. Samadhi sự định tâm được làm cho rất tinh khiết và sự làm cho tinh khiết này trở thành một đóng góp của đức Phật. Đối tượng của sự định tâm không còn bị vô minh nữa. Ta tu tập với sự thật liên quan đến chính mình hơi thở, hơi thở tự nhiên khi nó đi vào, khi nó đi ra. Các cảm giác, các cảm giác tự nhiên thuộc về cơ thể của chính mình, thuộc về tâm của chính mình. Ta tu tập với sự thật, sự thật, sự thật về chính mình, không có ảo tưởng, không lầm lạc, không ham muốn, không ghét bỏ. Samadhi trở thành Samadhi đúng đắn, Panya trở thành Panya đúng đắn. Ta phải ghi nhớ rằng nếu thực sự muốn tiến bộ trên con đường giải thoát, sự tinh khiết của phương pháp thiền phải được duy trì. Quý vị đến đây 10 ngày chỉ để xem xét, thử nghiệm và thử phương pháp này một cách công bằng. Hết 10 ngày, quý vị là chủ nhân của chính mình. Nếu quý vị thấy rằng phương pháp thiền này hay tốt thì đừng trộn lẫn với bất cứ thứ gì khác. Hãy duy trì sự tinh khiết của nó. Giờ đây cái gì là sự tinh khiết của phương pháp thiền này? Khi quý vị tu tập với samadhi, quý vị đã bắt đầu bằng hơi thở ra vào. Có nhiều phương pháp thiền, trong đó người ta tập phát triển samadhi với sự trợ giúp của hơi thở. Một số phương pháp thiền nào đó dạy người ta duy trì nhịp độ hơi thở, kiểm soát hơi thở. Những phương pháp này có những lợi ích riêng. Ở đây ta không lên án các phương pháp thiền khác, nhưng về phương pháp thiền này mà nói, chúng ta sử dụng hơi thở tự nhiên khi nó đi vào, khi nó đi ra. Còn về toàn thể con đường giải thoát này, Ngài dùng chữ Yatha đúng như thật, chứ không phải như ý quý vị muốn, mà đúng như thật. Không phải là thực tại được sáng tạo, không phải là thứ thực tại bị áp đặt, mà là thực tại tự nhiên, đúng như nó đang xảy ra trong từng khoảnh khắc, đúng như nó đang biểu hiện trong từng khoảnh khắc. Quý vị bây giờ đang quan sát hơi thở, hơi thở tự nhiên. Nếu hơi thở ấy sâu, quý vị chỉ chấp nhận thực tại này, hơi thở ấy sâu. Nếu hơi thở ấy nông, quý vị chỉ chấp nhận thực tại này, hơi thở ấy nông. Hơi thở đi qua mũi bên trái, qua mũi bên phải hay qua cả hai ống mũi. Nếu hơi thở ấy nông, đừng cố bắt nó phải sâu. Nếu hơi thở ấy sâu, đừng cố bắt nó phải nông. Nếu hơi thở ấy đi qua mũi bên trái, đừng đổi nó qua mũi bên phải. Nếu hơi thở ấy đi qua mũi bên phải, đừng đổi nó qua mũi bên trái. Chỉ chấp nhận thực tại đúng như thật, đúng như thật, đúng như thật. Dĩ nhiên, với một thiền sinh mới, khi hơi thở rất vi tế, đôi khi ta không thể cảm thấy là hơi thở hiện đang đi vào hay đi ra. Trong trường hợp này, ta được phép thở vài hơi, chỉ vài hơi thở hơi mạnh hơi thở cố ý hơi thở cố tình nhưng điều này không phải lúc nào cũng được dùng làm đối tượng để định tâm chỉ một vài lần thôi ta phải trở lại với hơi thở tự nhiên bình thường nhẹ nhàng nếu hơi thở ấy nông thì nó là nông nếu hơi thở ấy nhẹ nhàng thì nó là nhẹ nhàng quý vị phải phát triển ý thức về hơi thở êm dịu nhất hơi thở ngắn nhất hơi thở nhẹ nhất của mình đây là cách quý vị làm cho tâm mình được sắc bén một điều quan trọng khác, khi quý vị cảm nhận hơi thở của mình đang đi vào và đi ra, quý vị phải chú tâm vào một khu vực nhỏ hẹp. Khu vực càng nhỏ, tâm của quý vị chắc chắn sẽ trở nên bén nhạy hơn. Nếu quý vị chọn một khu vực lớn trên cơ thể và chú tâm vào đó, cố gắng cảm nhận hơi thở của mình đang đi vào và đi ra, sự chú tâm của quý vị sẽ được tập trung, nhưng tâm ấy sẽ không trở nên đủ bén nhạy để có thể cảm nhận được các cảm giác vi tế hơn trên cơ thể. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói Nasaga, phần cửa mũi. Hãy giữ sự chú tâm của mình ở khu vực này. Từ khu vực này, quý vị cứ quan sát hơi thở đi vào, đi ra, đi vào, đi ra. Và điều này sẽ giúp quý vị để trong vòng 3 ngày quý vị bắt đầu cảm nhận được không cảm giác này thì cảm giác khác và điều này giúp quý vị làm cho tâm mình bén nhạy, đến nỗi vào khoảng ngày thứ tư hay ngày thứ năm, quý vị bắt đầu cảm thấy cảm giác trên khắp cơ thể. Nên khu vực cửa mũi này rất quan trọng. Quý vị phải luôn luôn tu tập trên khu vực nhỏ bé nơi cửa mũi này. Hơi thở tự nhiên, hơi thở đơn thuần, hơi thở không thôi, chỉ hơi thở thôi, không gì ngoài hơi thở cả. Không tụng niệm hãy hiểu rất rõ ràng là cùng với hơi thở nếu quý vị bắt đầu thầm niệm bất cứ lời nào sự định tâm của quý vị sẽ trở nên dễ dàng hơn không tưởng tượng không hình dung hiểu rất rõ ràng là nếu quý vị bắt đầu mường tượng một hình ảnh một hình dáng của một vị thần nam hay thần nữ giáo chủ của tôn giáo này hay tôn giáo kia thánh nhân này hay thánh nhân kia bậc giác ngộ này hay bậc giác ngộ kia những người mà quý vị có lòng kính tín nếu quý vị tiếp tục tưởng tượng một hình ảnh hay một hình dáng tâm của quý vị sẽ được định nhưng quý vị bỏ lỡ vipassana trong vipassana mọi sự hình dung đều bị cấm mọi sự tụng niệm đều bị cấm mọi sự tưởng tượng đều bị cấm ta quan sát hơi thở tự nhiên không ngừng biểu hiện tất cả chỉ có thế thôi một lý do tại sao những lời tụng niệm này bị cấm hầu hết những lời này không là gì ngoài danh hiệu của vị thần này hay thần kia giáo chủ của tôn giáo này hay tôn giáo kia, chúng chỉ dành riêng cho một giáo phái nào đó. Danh hiệu của một vị thần được giáo phái này rất sùng kính sẽ không được người thuộc giáo phái khác tụng niệm đâu. Tham ma là chung cho tất cả, bởi vì chứng bệnh của chúng ta là chứng bệnh chung cho tất cả. Khi tâm trở thành bất tịnh, ô nhiễm, bởi thế ta cảm thấy khổ sở. Khổ đau này không dành riêng cho một giáo phái nào, một cộng đồng nào, một xứ sở nào hay một giới tính nào bệnh là bệnh phổ quát chung cho tất cả cho nên phương thuốc chữa trị cũng phải phổ quát chung cho tất cả không phương thuốc tông phái nào có thể giải quyết được vấn đề này khi quý vị dùng những danh hiệu này và những danh hiệu này thuộc một giáo phái nào đó thì nó không thể là phương pháp phổ quát nếu quý vị dùng một hình ảnh một hình dáng của một thần nam hay thần nữ nọ đạo sĩ tôn giáo này hay đạo sĩ tôn giáo kia một lần nữa nó dính dáng đến một tông phái nào đó đây là một lý do ta không được tụng niệm nhưng cũng có một lý do khác tế nhị hơn đôi lúc có thiền sinh đến nói với tôi tôi muốn dùng sự tụng niệm bởi vì nhờ đó tôi dễ định tâm hơn tôi sẽ không dùng bất cứ lời thuộc về giáo phái nào tôi sẽ không dùng tên của thần này hay thần kia khi hơi thở đi vào tôi sẽ nói một khi hơi thở đi ra tôi sẽ nói hai điều này chung cho mọi người bất cứ ai đều có thể nói 1, 2, 1, 2, hay đang vào đang ra đang vào đang ra tốt lập luận này khéo lắm nhưng nó cũng không được phép tại sao lại không bởi vì bất cứ lời nào nếu quý vị tiếp tục lặp đi lặp lại đối với quý vị nó sẽ trở thành ưu thế đối với quý vị nó sẽ trở nên quan trọng hơn quý vị sẽ quên bẵng đi hơi thở của quý vị sẽ được định nhờ lời này. Ví dụ, quý vị đang lặp lại lời này. Cho dù hơi thở có đi vào hay không, quý vị sẽ nói vào. Cho dù hơi thở có đi ra hay không, quý vị sẽ nói ra. Ra vào, ra vào, ra vào. Quý vị đã quên bẵng đi hơi thở, 1 2 1 2, vân vân. Quý vị đã quên bẵng đi hơi thở. Thế là chúng ta không đạt được mục đích mục đích của chúng ta không những chỉ để định tâm mục đích của chúng ta còn là để hiểu rõ thực tại thuộc về cơ cấu của thân và tâm sự tương quan liên đới giữa hai cơ cấu này diễn biến ra sao quý vị phải đạt tới giai đoạn bắt đầu cảm thấy các cảm giác nếu cứ lặp đi lặp lại một hai một hai ra vào ra vào tâm quý vị sẽ được định nhưng quý vị không thể cảm thấy các cảm giác nên không thể hiểu rõ điều gì đang xảy ra bên trong quý vị Quý vị bỏ lỡ đi cái quan trọng, quý vị sẽ bỏ lỡ Vipassana. Vì thế, không được tụng niệm. Một khó khăn nữa với tụng niệm là quý vị lập đi lặp lại một lời nào đó. Quý vị lập đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi chữ có một rung động riêng. Các vị thầy chuyên về mantra, thần chú, họ biết rằng một số chữ nào đó có rung động rất mạnh. Cũng giống như khi quý vị đánh chuông, một âm hưởng rất mạnh được tạo ra. Những chữ như ôm, in, ring, kling được gọi là bish mantra. Nếu quý vị cứ lặp đi lặp lại những tiếng này, chúng sẽ tạo nên những rung động rất mạnh trong người. Tâm của quý vị được định rất dễ dàng. Toàn bộ con người quý vị bị bao phủ trong những rung động này. Nhưng hãy hiểu rõ rằng đây là thứ rung động được tạo dựng nên. Đây là rung động nhân tạo. Quý vị thiếu mất những rung động tự nhiên. Và Vipassana muốn quý vị cảm nghiệm được những rung động tự nhiên ấy. Những rung động được tạo dựng này cũng tốt. Tốt ở mức độ chúng ngăn không cho bất cứ rung động xấu nào thâm nhập vào. Những rung động ấy có tác dụng như một tấm chắn bảo vệ cho quý vị. Nhưng cũng rất có hại vì chúng trở thành một chướng ngại lớn. Chúng không cho phép quý vị cảm nghiệm được làn sóng rung động riêng của mình ở tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm. Việc gì diễn ra khi quý vị nổi cơn giận dữ? Việc gì diễn ra khi quý vị phát sinh sự đam mê? khi quý vị lo lắng khi quý vị phát sinh tâm ngã mạn, điều này rất quan trọng vì quý vị phải thoát ra khỏi những bất tịnh này qua việc lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần những chữ nào đó quý vị phát sinh ra một rung động được tạo dựng nên một rung động nhân tạo quý vị đã áp đặt thực tại này sự áp đặt này khiến cho quý vị bỏ sót thực tại ở mức độ sâu hơn vì thế không có tụng niệm tụng niệm không được phép tương tự như thế không được hình dung toàn bộ phương pháp thiền đưa quý vị từ sự thật bề ngoài sự thật bề ngoài chắc đặc căng thẳng đến sự thật vi tế hơn vi tế hơn vi tế hơn ví dụ quý vị bắt đầu với tấm thân chắc đặc này quý vị tiếp tục tu tập theo vipassana tu tập theo phương pháp thiền này và thân sẽ trở thành một nhóm các rung động các nhóm nguyên tử đây là sự thật tối hậu thuộc về thân xác chắc đặc này Giả thử bây giờ quý vị đưa vào một hình ảnh tưởng tượng, một hình ảnh chắc đặc, trừ phi quý vị chia cắt nó ra, trừ phi hình ảnh này tan rã thành các rung động, ta không đạt được mục đích. Tại sao phải tạo nên một cái gì để rồi làm cho nó tiêu tan đi? Tạo nên một cái gì để rồi làm cho nó tiêu tan đi? Quý vị đã có sẵn quá nhiều sự chắc đặc rồi, rất khó mà làm cho nó tiêu tan đi. Vì thế, tưởng tượng, tụng niệm không được cho phép ở đây. Chỉ có cảm giác mà quý vị cảm nghiệm được trong từng khoảnh khắc, bù đúng như nó đang là, không phải là yata kata, không phải là yata krita, không phải cái gì do quý vị tạo ra, mà là sự rung động tự nhiên, cảm giác tự nhiên mà quý vị cảm nghiệm được. Điều này sẽ đưa quý vị tới Ban nhà. Quý vị bắt đầu cảm nghiệm được toàn bộ cơ thể, quý vị quan sát các cảm giác hiểu rõ đặc tính của các cảm giác đặc tính sinh diệt sinh diệt nếu quý vị không hiểu rõ bản chất khởi lên và diệt đi của từng xung động này thì có nguy cơ các cảm giác sẽ gây ra hoặc là ham muốn hoặc là ghét bỏ điều này tiếp tục xảy ra suốt đời quý vị hết kiếp này sang kiếp khác các cảm giác luôn luôn có đó phần sâu thẳm của tâm quý vị cái gọi là tâm vô thức vẫn luôn luôn cảm nhận được những cảm giác này các cảm giác hoặc là dễ chịu hoặc là khó chịu. Khi là cảm giác dễ chịu, phần vô thức này cứ tiếp tục phản ứng bằng ham muốn, ham muốn, ham muốn. Khi là cảm giác khó chịu, phần vô thức này cứ tiếp tục phản ứng bằng ghét bỏ, ghét bỏ, ghét bỏ. Phần này của tâm vốn là cội rễ của tâm đã trở thành tù nhân của khuôn mẫu thói quen của chính nó. Trong mọi khoảnh khắc, ngày cũng như đêm, phần vô thức này không ngừng phản ứng nếu không bằng ham muốn thì bằng ghét bỏ, ham muốn hoặc ghét bỏ, ham muốn hoặc ghét bỏ. Sự phản ứng này cũng hiện lên trên bề mặt, bề mặt của tâm chịu ảnh hưởng của phần gốc rễ. Nếu quý vị cố sửa tâm cho đúng ở phần bề mặt, đôi lúc quý vị có thể thành công, nhưng nếu phần gốc rễ không được lành mạnh thì toàn thể tâm trí của quý vị vẫn không được lành mạnh. Đây là khám phá của Đức Phật. Đã có nhiều thiền sư trước thời Đức Phật cùng thời với Đức Phật và sau thời Đức Phật, Ấn Độ là vùng đất cổ xưa và là vùng đất tâm linh cao độ. Nhiều thử nghiệm về sự thanh lọc tâm, về sự giải thoát con người đã được thực hiện ở đây. Nhưng chúng tôi thấy rằng tất cả các thiền sư trước thời Đức Phật, cùng thời với Đức Phật và sau thời Đức Phật đều có cùng một lời: Quý vị phải thoát khỏi tâm ghét bỏ, quý vị phải thoát khỏi si mê lầm lạc. Chỉ nhờ thế quý vị mới được giải thoát. Bây giờ, ham muốn ham muốn cái gì ghét bỏ ghét bỏ cái gì sáu giác quan và sáu đối tượng tương ứng của sáu giác quan ấy quý vị phải không ham muốn bất cứ đối tượng nào hình ảnh hình dáng màu sắc hay ánh sáng là đối tượng của mắt quý vị thích nó quý vị phát triển lòng ham muốn quý vị không thích nó quý vị phát triển tâm ghét bỏ âm thanh là đối tượng của tai một âm thanh nào đó quý vị thích nó ham muốn quý vị không thích nó ghét bỏ nó cứ thế mùi hương cho mũi vị cho lưỡi xúc chạm cho thân và tư tưởng hay cảm xúc cho tâm tất cả các thiền sư đều nói về sáu đối tượng này đừng chìm đắm vào các đối tượng giác quan này nếu không quý vị sẽ chẳng bao giờ giải thoát được hãy thoát ra khỏi sự mê đắm này đức phật cũng nói như thế nhưng đức phật còn tiến sâu hơn một bước một việc không thiền sư nào khác làm Ngài đi sâu hơn, vì ngài đã không luyện tập bằng bất cứ thiên ngưỡng nào hay triết thuyết nào trong quá khứ. Ngài bỏ tất cả mọi thiên ngưỡng qua một bên, bỏ chúng qua một bên mà không kết án chúng, như nhà khoa học. Ngài bắt đầu truy tìm sự thật thuộc về tâm, thuộc về thân, nơi khổ đau thực sự bắt đầu và quan sát sự thật, quan sát sự thật. Ngài đạt tới giai đoạn sang kitena pang chupa pang kam ở mức độ rất sâu, Shankitana nói tóm lại, ngài thăm dò năm khandha này, năm tập hợp hay ngũ uẩn này. Tập hợp vật chất, toàn thể cơ cấu thân xác này với các nhóm kalapa khởi lên, diệt đi, khởi lên, diệt đi và bốn tập hợp của tâm, phần để hay biết, phần để nhận định, phần để cảm nhận và phần để phản ứng tất cả năm tập hợp này hợp lại thì chúng ta có sự vô minh này tôi 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 là cơ cấu thân xác này tôi đang hay biết đây là sự hay biết của tôi tôi đang nhận định đây là sự nhận định phân biệt của tôi tôi đang cảm nhận đây là cảm giác của tôi tôi đang phản ứng đây là phản ứng của tôi cái tôi này cái của tôi là upadana ràng buộc nhiều ràng buộc kinh khủng vào năm tập hợp này bởi vì rằng buộc kinh khủng này, nên năm tập hợp này cứ nảy sinh và xanh sôi nảy nở, xanh sôi nảy nở. Các sankara cứ xanh sôi nảy nở. Sự khổ đau của quý vị cứ xanh sôi nảy nở. Người ta có thể hiểu ở mức độ thực nghiệm. Đây là nơi phiền não bắt đầu. Đức Phật xem xét toàn thể cơ cấu thân và tâm ở tầng lớp Ngài có thể thấy năm tập hợp này vận hành riêng biệt ra sao. Vipassana sẽ đưa quý vị tới giai đoạn đấy nếu quý vị bắt đầu chơi trò chơi bằng cách ưa thích cảm giác đặc biệt nào đó cảm giác này hay cảm giác kia thì quý vị sẽ quên không chia cắt ra không mổ xẻ ra và không hiểu rõ bản chất của thân và tâm thân và tâm tương quan với nhau như thế nào chúng gây ảnh hưởng cho nhau ra sao chúng bị ảnh hưởng của nhau như thế nào tất cả những điều này sẽ không trở thành quan trọng đối với quý vị quý vị đương nhiên sẽ hoan hỉ khi gặp cảm giác dễ chịu và quý vị sẽ trở nên rất chán nản khi có các cảm giác khó chịu. Ngài đưa chúng ta đến với vedana, đến với cảm giác. Chúng ta không nên chơi trò chơi cảm giác. Mục đích là để thoát khỏi các đối tượng giác quan này và ngưng không phát sinh ra ham muốn và ghét bỏ. Đây là giáo huấn của tất cả các nhà lãnh đạo tinh thần, nhưng họ chỉ làm việc ở bề mặt, ở tầng lớp bề ngoài đừng ham mê đối tượng giác quan này hay đối tượng giác quan khác đức phật đi sâu hơn ngài khám phá ra rằng lòng ham muốn và ghét bỏ của chúng ta không nảy sinh vì những đối tượng bên ngoài này có cái gì bị bỏ sót giữa đối tượng bên ngoài và lòng ham muốn và ghét bỏ của quý vị cái khâu bị bỏ sót đó là cảm giác trên thân thể vedana. khi tiếp xúc với bất cứ đối tượng nào thì có cảm giác trên cơ thể một phần của tâm đưa ra nhận định rất tốt, rất xấu, cảm giác trở nên dễ chịu hay trở nên khó chịu. Chỉ từ đó thì Vedana Pachaya Tanha, chỉ sau đó ham muốn và ghét bỏ mới nảy sinh, chứ không phải trước đó. Nếu khâu này bị bỏ sót, thì quý vị chỉ thu tập ở mức độ bề mặt mà thôi. Thoát khỏi ham muốn và ghét bỏ ở bề mặt của tâm quả là tốt. Tâm ở tầng lớp trí thức trở nên trong sạch điều này không có gì sai trái cả nhưng nếu quý vị chỉ thanh lọc tâm ở tầng lớp trí thức không thôi quý vị bỏ sót chiều sâu của tâm Đức Phật đã chỉ cho chúng sanh cách đi vào chiều sâu của tâm và tu tập với các cảm giác đó là lý do tại sao những người muốn hành thiền vipassana như Đức Phật đã dạy chúng ta những người muốn hành thiền đúng theo cách vipassana mong muốn chúng ta làm đã không thể bỏ sót vedana cảm giác trên cơ thể nếu quý vị bỏ quên cảm giác trên cơ thể và quý vị ý thức về mọi điều xảy ra bên ngoài điều này tốt giữ cho tâm được định giữ cho tâm được thanh tịnh ở phần tầng lớp bề mặt là điều tốt nhưng nếu chỉ như thế quý vị sẽ bỏ sót tầng gốc rễ của tâm bằng cảm giác quý vị thanh lọc tâm ở tầng lớp gốc rễ như vậy hãy ghi nhớ rằng bất cứ khi nào quý vị hành thiền vipassana các cảm giác đóng một vai trò rất quan trọng hãy tiếp tục hiểu rõ bản chất của các cảm giác, dù là cảm giác dễ chịu hay khó chịu. Nhờ thực hành và qua kinh nghiệm, cho dù có khó chịu đến thế nào đi nữa, không sớm thì muộn, quý vị sẽ hiểu rằng, xem này, cảm giác này sinh, và sau một thời gian nó diệt mất, nó không tồn tại mãi mãi. Khi cảm giác biến thành sự rung động rất vi tế, rồi thành luồng sóng ly ti, sinh diệt, sinh diệt ồ oh, đây là vô thường đây là bản chất của mỗi cảm giác bởi vì đây là bản chất của toàn thể cơ cấu thể chất này bởi vì đây là bản chất của toàn thể cơ cấu tinh thần này cảm giác không là gì cả nhưng chỉ là sản phẩm của sự tiếp xúc giữa hai cơ cấu này thân và tâm cứ tiếp tục sinh diệt cảm giác cũng cứ tiếp tục sinh diệt quý vị đang chứng nghiệm sự sinh diệt này quý vị không chơi trò chơi trí thức quý vị không chấp nhận nó chỉ vì đức phật đã nói như thế khi quý vị tiếp tục chứng nghiệm sự sinh diệt tiếp tục chứng nghiệm điều này trở thành ba maya panya quý vị hiện đang sống với thực tại này quý vị đang chứng nghiệm nó nó không chỉ là sutta maya panya đối với quý vị nó không chỉ là lý thuyết quý vị đang hiểu rõ ở mức độ thực nghiệm và quý vị bắt đầu thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm ở tầng lớp sâu thẳm nhất điều này phải được hiểu rõ và ghi nhớ trong lòng không phải lúc nào quý vị cũng hoàn toàn tỉnh giác đến nỗi bất cứ khi nào cảm giác đến quý vị không phản ứng gì cả đây là giai đoạn rất cao siêu nhưng cuối cùng ta cũng phải đạt tới giai đoạn này mục đích phải thật rõ ràng với bất cứ cảm giác nào tôi sẽ không phản ứng bằng ham muốn hay ghét bỏ cho dù có phản ứng tôi sẽ nhận ra điều đó càng sớm càng tốt một cảm giác rất dễ chịu có thể đến và quý vị bắt đầu phản ứng. Ồ, oh, thật tuyệt vời. Cảm giác này thật là khoái. Tôi có một luồng luân lưu, hiện giờ tôi đang có luồng luân lưu. Ngay tức khắc, quý vị nhận ra Ồ, oh, cuối cùng thì đây là vô thường. Ham muốn thì có tốt lành gì? Rồi đột nhiên, cảm giác chuyển thành rất khó chịu và quý vị bắt đầu phản ứng bằng ghét bỏ. Hãy xem quý vị trở lại với trí tuệ nhanh chóng như thế nào. Ồ, không, cảm giác rất khó chịu này cũng là vô thường. Không ghét bỏ, không ghét bỏ. Cứ thế, quý vị học cách trở nên vững vàng trong anicca này, trí tuệ về anicca và quý vị ngày càng tiến bộ, tiến bộ. Đây là những nguyên tắc cơ bản của Vipassana. Nếu quý vị bỏ sót những nguyên tắc căn bản này, chắc chắn quý vị sẽ không thu thập được những kết quả đáng lẽ phải có được toàn thể phương pháp thiền này là nhắm vào kết quả không phải quý vị được lợi ích sau khi chết sau khi chết chắc chắn lợi ích sẽ đến không nghi ngờ gì cả có một luồng luân lưu từ quá khứ đang di chuyển đến tương lai và đưa chúng ta đến đích cuối cùng nơi luồng luân lưu ngưng lại nhưng trong lúc này khi nào có luồng luân lưu khi ấy vẫn có lợi ích với điều kiện là quý vị phải thực hành đúng đắn theo phương pháp Lợi ích phải đến ngay tại đây, ngay bây giờ và ngay trong kiếp sống này. Nếu lợi ích không đến thì có điều gì sai rồi. Nếu cuộc sống của quý vị không thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn thì đã có điều gì sai rồi. Có điều gì sai rồi có nghĩa là quý vị không thực hành đúng phương pháp. Phương pháp thiền này hữu ích. Phương pháp thiền này đã giúp ích cho rất nhiều người trong 25 thế kỷ qua. Phương pháp thiền này hiện vẫn đang giúp ích. Như vậy không có gì để nghi ngờ phương pháp thiền này cả. Nhưng trong cách thực hành phương pháp thiền này, người ta có thể làm điều gì sai. Vậy thì hãy đến gặp thiền sư, thiền sư phụ tá, người hướng dẫn và cố tìm ra điều gì sai. Tại sao tôi không có được lợi ích nào? Tại sao sự giận dữ của tôi không suy giảm? Lòng đam mê nhục dục không suy giảm? Bản ngã của tôi không suy giảm? Tại sao những bất tịnh của tôi không suy giảm? Ở đâu đó đã có điều gì sai rồi? hãy tiếp tục xem xét mình. Đừng trông đợi vào ảo thuật hay phép lạ là sau khi học xong khóa thiền 10 ngày, quý vị giờ đây không còn ham muốn, không còn ghét bỏ nữa. Điều này không xảy ra đâu. Nếu có xảy ra, tôi sẽ chúc mừng quý vị. Tốt lắm. Việc này đòi hỏi nhiều thời gian. Đây là một con đường dài, con đường rất dài. Nếu quý vị hiểu cách bước đi trên con đường giải thoát, nếu quý vị đang bước theo đúng hướng, theo đúng cách, thì kết quả, kết quả tốt đẹp chắc chắn sẽ tới. Chắc chắn sẽ tới. Bản thân tôi cảm thấy rất may mắn. Tôi rất may mắn được gặp Thamma, được gặp con đường giải thoát này. Tôi rất may mắn được sinh ra ở Miến Điện, vùng đất của Thamma. Ấn Độ đã bất phương pháp thiền này. Trong khoảng 5 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời, phương pháp thiền này đã giúp người Ấn rất nhiều. Nhưng dần dần, vì vô minh, vì đặc quyền riêng, người ta đã làm ô nhiễm phương pháp thiền này họ trộn lẫn cái này, cái kia. Khi quý vị trộn lẫn thứ gì khác vào phương pháp thiền, quý vị làm ô nhiễm nó, làm mất đi sự hiệu quả của nó, và quý vị không thu được lợi ích đáng lẽ phải có được. Và khi người ta không thu lượm được, được kết quả, họ ngưng không tu tập nữa, cho nên Ấn Độ đã mất phương pháp thiền theo lối ấy. Phương pháp thiền này sang đến những nước khác và cũng bị mất đi, nhưng may mắn thay, một nước láng giềng là nước miến điện, dù chỉ có một số ít người đã gìn giữ được phương pháp thiền này trong sự tinh khiết thuở ban đầu. Không phải là mỗi thế hệ, tất cả mọi tầng lớp dân chúng đều thực hành phương pháp thiền này. Không phải vậy đâu. Phương pháp này được lưu truyền từ thầy đến trò, từ thầy đến trò. Họ tự nhận lấy trách nhiệm cho mình, cảm thấy rằng chúng ta có được phương pháp thiền này từ Ấn Độ, từ Đức Phật, và chúng ta phải gìn giữ nó trong sự thuần khiết thuở ban đầu. Bởi vì sau 2.500 năm, phương pháp thiền này phải được lan truyền trở lại. Đây là niềm tin tại vùng đất ấy. Do đó, họ đã giữ phương pháp thiền này trong sự thuần khiết thuở ban đầu vì lợi ích cho chính họ và lợi ích cho các thế hệ mai sau. Tôi cảm thấy rất may mắn là đã được sinh trưởng ở đó và gặp được phương pháp thiền này. Trong thời Đức Phật và trong khoảng 300 năm sau, phương pháp thiền này lan rộng khắp miền Bắc Ấn sau 300 năm, có một vị vua tên là Ashoka, một người rất bạo ngược, đầy tham vọng. Vị vua này muốn mở rộng đế quốc của mình ngày một lớn hơn. Nhà vua không ngần ngại tàn sát, làm cho tàn phế, hãm hại con người, chỉ vì lòng tham bành trướng đế quốc. Nhà vua này tự cảm thấy rất kiêu hãnh, tự gọi mình là Chanda Ashoka, Ashoka bạo ngược. Ông ta hãnh diện tuyên bố rằng dân chúng rất sợ hãi khi nghe tên hiệu này. Nhà vua này nhờ vào các parami, các phẩm hạnh trong quá khứ đã gặp được tham ma. Ông hoàn toàn thay đổi. Nhờ thực hành tham ma, ông nhận ra rằng hãm hại người khác và thu thập thêm của cải, tích lũy thêm quyền lực, những thứ này có giúp ích gì được cho ta? Ta đang tự làm hại mình, ta đang làm hại rất nhiều người. Nhà vua này trở nên thay đổi hoàn toàn. Từ đó, dân chúng bắt đầu gọi nhà vua là Thamma Ashoka từ một con người được gọi là chanda asoka asoka bạo ngược ông trở thành thamma asoka asoka thấm nhuần thamma người đã tiến bộ trong thamma ông có đầy lòng thương yêu đầy lòng từ bi nhà vua bắt đầu phục vụ dân chúng bởi vì một khi nếm được hương vị thamma ta không thể cưỡng lại được ta cảm thấy muốn san sẻ thamma với người khác với càng nhiều người khác toàn thể dân cư, dân chúng, các nước chư hầu như là con cái của chính mình. Cũng như ta muốn con cái của ta tu tập tham ma và thoát ra khỏi khổ đau. Ta muốn toàn thể dân chúng trong xứ sở của ta học lấy tham ma và thoát ra khỏi khổ đau. Vị vua này bắt đầu truyền bá phương pháp thiền này với tất cả tình thương, với tất cả lòng từ bi. Nhà vua này là một ví dụ rất điển hình cho những ai đã hoàn toàn thay đổi, khuyến khích người khác cũng thay đổi không những chỉ có dân miền Bắc Ấn, mà hầu như toàn thể người dân Ấn Độ đã bắt đầu tu tập. Nhà vua huấn luyện một số đông các thiền sư đi khắp nơi trong Ấn Độ và bắt đầu truyền dạy thăm mà. Rồi nhà vua lại nghĩ, tại sao chỉ trong Ấn Độ thôi? Khổ đau đầy rẫy khắp nơi trên thế giới, tại sao không truyền sang nước khác? Nhà vua gửi các vị gọi là Thăm Ma du Tả, sứ giả của Thăm Ma, đi truyền dạy Thăm Ma, truyền dạy Vipassana. Ông gửi các vị này đến các quốc gia khác nhau, đi về phương Tây, đến châu Âu và đến toàn thể châu Á. May mắn thay, có hai sứ giả thăm ma trong số vị này là những bậc Arahan đã hoàn toàn giải thoát, được gửi tới Miến Điện. Tên của hai vị này là Sona và Uttara. Các ngài mang đến giáo lý của Đức Phật và cả phương pháp thiền. Kể từ dạo đó, hết thế hệ này sang thế hệ khác, hết thế hệ này sang thế hệ khác thăm ma huyền diệu này đã được gìn giữ trong sự thuần khiết ban đầu của nó. Toàn bộ giáo lý của Đức Phật và phương pháp thiền đều đã được gìn giữ trong sự thuần khiết thuở ban sơ này. Giáo lý này cũng được truyền sang các nước khác như Sri Lanka, Cambodia, Lào, Thái Lan, vân vân. Ở các nước này giáo lý vẫn được duy trì nhưng phương pháp thiền đã bị mất hẳn. Nhưng ở Miến Điện thì phương pháp thiền vẫn còn được duy trì. Tôi rất may mắn được sinh ra trong vùng đất này, vùng đất Tham Ma. Tham Ma ấy vẫn còn nơi đây. Tôi lại rất may mắn được sinh ra trong một gia đình kinh doanh. Vì nếu không được sinh trưởng trong một gia đình kinh doanh, một gia đình giàu có, và nếu tôi không kiếm ra được nhiều tiền, thì có lẽ một phần nào đó trong tâm tôi vẫn còn nghĩ rằng những người giàu có sống cuộc đời hạnh phúc. Tôi thiếu cuộc sống giàu sang này. Tôi phải được như những người giàu có này. Giờ đây tôi đã trải qua cảnh ấy và tôi biết rằng những người giàu có này khổ sở như thế nào. Rất khổ. Sự bon chen cật lực để kiếm tiền. Chỉ biết kiếm tiền. Không có gì ngoài tiền, tiền, tiền. Vậy ấy làm cho họ rất khổ sở. Tôi đã trải qua hết những thứ đó. Tôi may mắn đã trải qua tất cả những nỗi khổ đó. Vào lúc còn rất trẻ, tôi đã bắt đầu tranh đua kiếm tiền, 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 tiền. Theo tiêu chuẩn của nước Miến Điện, tôi đã kiếm ra rất nhiều tiền tôi là người rất giàu hoàn toàn thành công trong ngành kinh doanh và kỹ nghệ và khi người nào kiếm ra nhiều tiền kẻ ấy có được địa vị đặc biệt trong xã hội ông ta được cử làm thủ quỹ hay chủ tịch hay thư ký của tổ chức tôn giáo này tổ chức an sinh xã hội kia trong nhiều đoàn thể khác nhau tôi đã là chủ tịch thư ký giám đốc quản trị viên lại thêm một thứ điên cuồng nữa nó ăn sâu vào đầu bản ngã được thổi phồng lên. Hãy xem này, tôi là một nhân vật quan trọng đến như thế. Tất cả những điều trên xảy ra với tôi vào lứa tuổi còn rất trẻ, khoảng 25 tuổi. Điều này gây ra sự điên cuồng như thế, nó tạo ra nhiều căng thẳng nội tâm. Một lần nữa, tôi may mắn đã trải qua hết những khó khăn này. Tôi mắc phải chứng đau đầu dữ dội, một loại đau đầu kinh niên đặc biệt không chữa trị được. Các bác sĩ giỏi nhất miền điện đã cố chữa trị cho tôi dù đủ mọi loại thuốc không có tác dụng gì. Các bác sĩ bắt đầu trích thuốc phiện cho đỡ đau. Cứ khoảng mỗi 2 tuần tôi bị đau nhức kinh khủng, không có phương cách chữa, họ tiêm thuốc phiện cho tôi. Tôi bị trích thuốc phiện như thế khoảng 4 hay 5 năm. Rồi chính những bác sĩ này, các bác sĩ tài giỏi này bắt đầu nói với tôi dần dần ông sẽ trở thành người nghiện thuốc phiện. Bây giờ ông phải trích thuốc phiện vào để đỡ đau đầu, nhưng sau này Ông phải trích thuốc phiện vì nghiện thuốc phiện. Ông phải trích thuốc phiện mỗi ngày. Nếu phải trích thuốc phiện mỗi ngày, đời sống của tôi còn ra gì nữa? Cho nên họ khuyên tôi, ông thường xuất ngoại để làm ăn. Hãy quên chuyện làm ăn một chuyến. Hãy đi một chuyến chỉ để cai thuốc phiện. Chúng tôi biết rằng không có bác sĩ nào có thể chữa trị được chứng nhức đầu kinh niên đặc biệt mà ông hiện đang phải chịu. Nhưng chắc chắn họ sẽ có loại thuốc giảm đau khác. Tại sao không thử một chuyến? nghe theo lời khuyên tôi rời miến điện lưu lại ở thụy sĩ đức anh và bắc mỹ một thời gian dài tôi có văn phòng riêng ở nhật bản nên tôi lưu lại đó lâu hơn khắp mọi nơi tôi tham khảo ý kiến các bác sĩ tài giỏi nhất tốn rất nhiều tiền và mất nhiều thời gian một lần nữa tôi đã may mắn vì không có bác sĩ nào có thể chữa trị bệnh của tôi được các bác sĩ tài giỏi nhất trên thế giới cũng không thể chữa lành bệnh cho tôi họ còn chưa thể giải trừ thuốc phiện mà tôi đã tiêm vào. Huống chi là chữa trị chứng đau đầu kinh niên này. Thật là may mắn cho tôi. Tôi trở về miến Điện, đầy thất vọng, nhưng cuối cùng hóa ra lại là may mắn. Một người bạn rất thân của tôi, người sau này trở thành thẩm phán tòa án tối cao miến Điện, đã khuyên tôi, wenka ca, ông đã tìm kiếm khắp nơi, sao không thử khóa thiền 10 ngày với thiền sư Vipassana này? Theo tôi, chứng bệnh của ông có vẻ như loại bệnh thuộc về tinh thần. Một phương pháp thanh lọc tâm của Đức Phật đang được truyền dạy ở đây. Khi tâm được thanh tịnh, căn bệnh tinh thần sẽ hết. Tại sao ông không thử? Tôi nói, nếu phương pháp này công hiệu thì thật là tuyệt vời. Tôi đến gặp thầy tôi, Sajashi Ubakin, một con người với đầy từ tâm. Tôi đến gặp ông và nói, tôi muốn tham dự một khóa thiền 10 ngày của thầy. Thầy tôi trả lời, ông được chấp nhận theo học. Thầy tôi biết tôi là người lãnh đạo cộng đồng ấn giáo và phương pháp thiền là con đường tu tập của Đạo Phật. Thầy tôi nói, đừng lấy thế mà e sợ. Bất cứ ai cũng có thể theo học. Người theo Hồi giáo, cơ đốc giáo, kỳ na giáo, ấn giáo không thành vấn đề. Tất cả đều thu thập được cùng một lợi ích như nhau. Nếu ông theo ấn giáo, ông vẫn cứ giữ nguyên ấn giáo. Tôi đây không cải đạo ông đâu nhưng hãy thử phương pháp thiền này. Đây là phương pháp hay. Rồi tôi nói rằng tôi đến đây vì bệnh nhức đầu kinh niên. Thình lình ông ta nói, không, tôi sẽ không nhận dạy cho ông. Tôi sẽ không nhận dạy cho ông. Thưa ngài, tại sao thế? Thầy tôi nói, ông đang làm giảm giá trị của tham ma. Tham ma là con đường tâm linh rất cao cả. Một con đường có thể đưa ông ra khỏi tất cả mọi khổ đau, hết kiếp này đến kiếp khác và ông chỉ muốn sử dụng pháp thiền này vào việc chữa trị chứng nhức đầu của ông. Không được. Không được. Nếu chỉ để chữa trị chứng nhức đầu của mình, ông có thể đi gặp bác sĩ hay vào bệnh viện. Đây không phải là nơi chữa trị chứng nhức đầu của ông. Rồi bằng lòng từ ái, đầy từ ái, ông giải thích cho tôi. Nếu ông thực hành phương pháp thiền này, phương pháp thiền này sẽ thanh lọc tâm của ông. Nguồn gốc khổ đau của ông là do những bất tịnh trong tâm. Khi những bất tịnh này mất đi, những căn bệnh về tinh thần sẽ mất đi. Lợi ích này sẽ đến. Đây là một sản phẩm phụ. Đây là một sản phẩm phụ. Ví dụ, ông muốn thiết lập một nhà máy làm đường. Để làm gì? Để sản xuất đường. Chứ không phải để sản xuất mật mía. Sản phẩm phụ là mật mía sẽ tự nhiên được tạo ra. Không ai xây nhà máy đường để sản xuất mật mía cả. Nó chỉ là một thứ sản phẩm phụ. Cũng như thế, ông không nên đến đây chỉ vì chứng nhức đầu của ông hãy đến đây để thực tập con đường tâm linh cao cả này. Chỉ có thế thì phương pháp thiền này mới giúp ích cho ông được. Tôi hiểu bởi vì thầy tôi rất tử tế và đầy lòng từ ái, nơi ông phát ra một từ trường rất tuyệt diệu. Vâng thưa ngài, tôi sẽ học. Tôi sẽ học vì lý do tâm linh, chứ không phải vì chứng nhức đầu này. Nếu chứng nhức đầu này không chữa được, thì không chữa được chứ sao, tôi không quan tâm nữa. Nhưng trở về nhà, Tôi đã phải đương đầu với tập quán ăn sâu từ thuở thơ ấu. Tôi sinh ra trong gia đình ấn giáo, hết sức bảo thủ. Chúng tôi được dạy từ nhỏ là phải kính trọng Đức Phật. Đức Phật được xem như là hiện thân của Thượng Đế Toàn Năng, của Đấng Sáng Tạo. Ngài là hiện thân cuối cùng, hiện thân thứ 9 của vị thần đó. Cho nên chúng tôi phải kính trọng và tôn sùng Ngài. Nhưng còn giáo huấn của Ngài? Ồ, không, không, không. Chúng tôi được dạy rằng giáo huấn của Ngài không tốt vì ngài không tin vào linh hồn ngài không tin vào thượng đế giáo huấn của ngài là vô thần không tốt tâm tôi đã được huấn luyện như thế và điều này làm tôi lo lắng nếu tôi đi gặp những người này và học phương pháp thiền đó và nếu tôi trở thành phật tử và tôi không có đức tin vào thượng đế không tin vào linh hồn tôi sẽ trở thành cái gì tôi có thể xa xuống địa ngục ồ không 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 pháp môn này không phải dành cho tôi tốt hơn tôi đừng nên học cứ thế sự rằng có kéo dài mấy tháng. Về sau tôi nghĩ, vị thiền sư nói ông là người theo ấn giáo, cứ giữ nguyên ấn giáo. Mục đích của tôi không phải là cải hóa ông sang đạo Phật, mà là để giúp ông trở thành một người tốt. Ông gìn giữ sila giới luật, ông thực hành samadhi làm chủ được tâm, ông thực hành panya thanh lọc tâm. Điều này ông chấp nhận được. Vậy tại sao không thử xem? Tôi quyết định sẽ thử nhưng với quyết tâm là tôi sẽ vẫn giữ nguyên ấn giáo. Được, tôi sẽ thử 10 ngày, nhưng tôi sẽ không trở thành Phật tử. May mắn thay, tôi tham dự khóa học. Như bao nhiêu người khác, dĩ nhiên, vào ngày thứ hai tôi cảm thấy muốn bỏ đi. Chẳng qua là vì tập quán trong đầu, tôi nghe người khác nói rằng khi họ thiền, họ thấy ánh sáng này, ánh sáng kia, nhưng tôi chẳng thấy ánh sáng nào cả. Truyền thống của tôi cho rằng nếu quý vị thấy được ánh sáng linh thiêng, đây là giai đoạn giải thoát. Hãy nhìn xem, những người này họ thấy được ánh sáng linh thiêng, còn tôi chẳng thấy gì cả. Và tôi còn nhớ lời của một vị thánh nhân. Vị ấy nói, một con lạc đà có thể đi xuyên qua lỗ kim, nhưng người giàu có không thể đi qua cổng thiên đàng. Tôi là người giàu có, nên cách tu tập này không hợp với tôi. Tất cả những người này, họ là thầy giáo, giáo sư đại học, bác sĩ, những người tốt, những người có tâm từ bi, họ có thể thấy được ánh sáng linh thiêng này và những thứ khác tôi không thể thấy được vậy tại sao còn phí thời giờ của tôi ở đây làm gì tốt hơn là nên đi về và tôi thu xếp quần áo một trong những thiền sinh tốt bụng cùng khóa là một giáo sư dạy lịch sử ở trường đại học cô ta biết tôi thu xếp đồ đạc và muốn bỏ về cô nói với tôi chỉ một ngày một ngày nữa thôi vào ngày đầu tiên ông đã có nhiều cảm giác thường thường người ta chỉ có cảm giác vào ngày thứ ba ông có những cảm giác này và thiền sư rất hài lòng với sự tu tập của ông tại sao ông muốn bỏ về ánh sáng không có gì là quan trọng cả đừng cho nó là quan trọng hãy ở lại thêm một ngày tôi rất đang ơn cô ấy cô ta đã ngăn không cho tôi bỏ về nếu không tôi đã vĩnh viễn bỏ lỡ con đường tu tập tuyệt diệu này tôi đã ở lại và chiều tối hôm đó tôi bước vào cái thất nhỏ để ngồi thiền khi ngồi xuống ánh sáng xuất hiện. Ánh sáng này, ánh sáng kia hiện ra bởi vì giờ đây tâm tôi không còn ham muốn ánh sáng nữa. Tôi ở cùng với cảm giác. Tự nhiên một âm thanh tới và với hiện tượng này là âm thanh linh thiêng. Ồ, đây là âm thanh linh thiêng. Đây là mùi vị linh thiêng, đây là ánh sáng linh thiêng. Tôi nghĩ, không, thầy tôi đã dạy là đừng chú trọng gì đến những thứ này, chỉ chú trọng đến cảm giác, chỉ chú trọng đến cảm giác. May mắn thay, tôi đã trải qua hết những kinh nghiệm đó. Vào ngày thứ năm hay thứ sáu, toàn bộ giáo lý làm tôi rất mê say. Là một lãnh tụ của cộng đồng ấn giáo, tôi thường thuyết giảng về Gita, tôi thường thuyết giảng về Upanishada, về kinh Vedanta, kinh Vệ Đà. Những lời giáo huấn tương tự được đưa ra khắp trong kinh này, đó là hãy thoát khỏi ham muốn, khỏi ghét bỏ, khỏi giận dữ. Thoát khỏi cái này, cái kia. Nhưng làm sao để thoát khỏi những thứ ấy? Chẳng có phương pháp nào cả, chỉ là lời giáo huấn suông, lời thuyết giảng suông, lời thuyết giảng suông. Và với phương pháp thiền Vipassana, tôi thấy rằng đây là Gita ứng dụng, đây là Vedanta ứng dụng. Ở đây tôi có được phần ứng dụng, một phương pháp thiền huyền diệu giúp tôi thoát khỏi ham muốn. Tôi đã không thể thoát khỏi sự ham muốn, sợ hãi, ngã mạn giận dữ của mình và phương pháp thiền này cho tôi con đường thực tế để thoát khỏi những tiêu cực này. Tôi rất mê say. Sau 10 ngày tôi thấy là phải có vài thay đổi đã đến trong đời tôi. Thay đổi đã diễn ra. Tôi bắt đầu tận dụng phương pháp thiền này. Tôi cảm thấy rất may mắn, rất may mắn là tôi được sinh ra trong một xứ sở, xứ miên điện nơi đã duy trì được phương pháp thiền này trong sự tinh khiết ban đầu của nó. Dù chỉ với rất ít người, họ đã giữ nguyên lời đức Phật dạy trong sự tinh khiết thỏa ban đầu và giữ gìn phương pháp của đức Phật trong sự tinh khiết thỏa ban đầu. Và tôi gặp được vị thánh nhân này với đầy lòng từ ái, vì ấy đã dạy tham ma cho tôi. Trong 14 năm, trong khi chu toàn bổn phận của một cư sĩ tại gia, tôi vẫn tiếp tục tu tập theo phương pháp này. Sau 14 năm, việc xảy ra là cha mẹ tôi phải rời khỏi miến điện cha mẹ tôi phải đi Ấn Độ. Mẹ tôi bị bệnh nặng, bà bị một loại tâm bệnh nào đó. Tôi biết rằng nếu tập Vipassana, mẹ tôi sẽ khỏi bệnh đó. Nhưng vào dạo ấy, chính phủ Miến Điện không cấp giấy phép xuất cảnh cho kiều dân. Tôi cảm thấy rất biết ơn chính phủ Miến Điện. Họ đã cấp giấy phép xuất cảnh để tôi đi Ấn Độ, dạy Vipassana cho mẹ tôi. Và tôi rất biết ơn chính phủ Ấn Độ. Họ đã cho phép tôi ở lại lâu hơn, cho phép tôi dạy phương pháp thiền này cho mẹ tôi. Khóa đầu tiên được khai giảng ngay trong tháng đầu tiên khi tôi đến Ấn Độ. Đức Phật có nói rằng quý vị không thể đền đáp hết công ơn dưỡng dục của cha mẹ, khó lắm. Cho dù có phụng sự cha mẹ suốt đời mình, không hề làm việc gì khác, quý vị vẫn không thể trả hết món nợ này. Chỉ có một cách duy nhất để trả hết món nợ của mình đối với cha mẹ là nếu cha mẹ chưa vững vàng trong sila, hãy giúp cha mẹ củng cố vững vàng trong sila nếu cha mẹ đã vững vàng trong sila nhưng chưa có samathi hãy giúp cha mẹ củng cố vững vàng trong samathi nếu cha mẹ đã vững vàng trong sila và samathi nhưng chưa có panya hãy giúp cha mẹ củng cố vững vàng trong panya nếu cha mẹ đã có sila samathi và panya nhưng chưa thực chứng mục đích tối hậu nibbana hãy giúp cha mẹ chứng nghiệm được Nipana. tôi cảm thấy rất may mắn là tôi đã có thể đền đáp được công ơn cha mẹ Đấy là một khóa thiền ít người, cha mẹ tôi và 12 người khác tham dự, vài người quen biết, vài người không quen. Tôi đến Ấn Độ chỉ trong 3 tháng để trao truyền tham ma cho cha mẹ, đặc biệt là mẹ tôi. Rồi 12 người này, sau khi xong khóa thiền, bắt đầu năn nỉ, thêm một khóa nữa, xin dạy thêm một khóa nữa. Cha tôi sẽ tham dự, vợ tôi, chồng tôi, con trai, con gái tôi, vân vân. Ehi Pasiko, đây là đặc tính của tham ma. Hãy đến mà xem. Hãy đến mà xem. Thế là một khóa nữa, rồi một khóa nữa, rồi một khóa nữa. Tôi không biết thời kỳ ba tháng này trôi qua từ lúc nào. Rồi hết tháng này đến tháng khác, hết năm này qua năm khác, hết khóa này đến khóa khác. Dòng sông Hằng của Tham Ma bắt đầu trôi chảy tại quốc gia nơi nó khởi nguồn. Khi tôi còn ở Miến Điện, nhiều người ở đó có niềm tin rất mãnh liệt. Thầy tôi cũng có niềm tin này, hình như khi tham ma huyền diệu này được vua Asoka chuyển tới miến điện. Hai vị Arahan, hai bậc giác ngộ được gửi đến đó, Sona và Uttara. Khi được gửi đến đó, thầy của hai vị này đã nói rằng, hai vị hãy mang pháp bảo này đến một xứ sở là nơi sẽ duy trì được sự tinh khiết nguyên thủy của nó qua nhiều thế kỷ. Phương pháp thiền này sẽ bị mất đi ở mọi nơi khác, nhưng nó sẽ tồn tại ở xứ đó. Tên nước đó thời ấy là Suvana Bumi vùng đất vàng, xứ sở Hoàng Kim. Chính xứ sở Hoàng Kim này sẽ bảo trì được viên ngọc quý này. Sau khi Đức Phật qua đời 2.500 năm, một lần nữa Pháp bảo này sẽ tới Ấn Độ, được củng cố vững chắc ở đấy rồi lan truyền đi khắp thế giới. Thầy tôi thường nói, bây giờ 2.500 năm đã qua rồi, tôi không biết có thể vì tình cờ, đây là năm tôi thọ nhận tham ma, năm thứ 2.500 đã qua. Và năm đầu tiên của Sasana kế tiếp, sự phục hưng của Thamma đã bắt đầu. Đấy là lúc tôi được tiếp nhận Thamma. Thầy tôi nói, chuông đồng hồ Vipassana giờ đây đã điểm. Vipassana phải được lan truyền. Vipassana phải được lan truyền. Thành thật mà nói, lúc ấy chuyện này với tôi nghe như là thứ niềm tin mang tính cách giáo phái. Tại sao là 2.500? Tại sao không là 2.400? Tại sao không là 2.600? Tại sao lại 2.500? lý do đằng sau đó là gì nghe qua nó chẳng có tính cách khoa học chút nào nhưng đấy là niềm tin nhưng khi đến ấn độ tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy điều đang xảy ra khi tôi đến đó tôi đã ghi chép một danh sách những người biết tôi hay những người tôi biết danh sách này không quá số trăm dưới một trăm người không đến một trăm người trong một nước dân số có đến hàng trăm triệu không đến một trăm người biết tôi hay những người tôi biết Giờ đây trong các khóa thiền, người ta bắt đầu tới. Những người tôi không biết, và họ đến từ tất cả giáo phái khác, từ tất cả các cộng đồng, khó mà tin được. Và không những người bình thường, những cư sĩ, mà còn là những người lãnh tụ các cộng đồng, lãnh tụ các giáo phái, các tu sĩ, các tỷ kheo Phật giáo, các sanyasi ấn giáo, các nam nữ tu sĩ đạo Jain, hàng trăm linh mục thiên chú giáo, mục sư và các nữ tu, có đến hàng trăm, hàng ngàn, họ tới vì lẽ gì? tại sao họ tới? một số rất đông người với địa vị xã hội khác nhau họ tới vì lẽ gì? phép màu nào thế? tôi không biết họ, họ không biết tôi, nhưng làm thế nào mà những người này say mê tham ba? dần dần điều đó trở nên rõ ràng hơn. người ta đến với khoa thiền và khi tôi tiếp xúc với họ, khi tôi thấy họ gặp họ thảo luận với họ nói chuyện với họ, bên trong tôi bắt đầu cảm thấy rằng tôi đã biết người này đã biết người này từ lâu rồi tôi đã biết người này phải đã biết người này từ nhiều kiếp rồi người này chắc đã cùng ngồi thiền vipassana chung với tôi bây giờ thời điểm đã tới người này đã sẵn có hạt giống vipassana hạt giống tham ma giờ đã tới lúc người này tiến triển trong tham ma và không những người này tự giúp chính mình mà còn giúp những người khác họ có tiềm năng không những tự giúp chính họ mà còn giúp được cho những người khác Tôi cũng để ý thấy rằng có người đã đến chỉ để nhận lấy hạt giống tham ma. Họ đã làm những việc rất tốt lành, những căng ma rất thiện lành, và sự chín mùi của các việc tốt đó đã giúp họ nhận được hạt giống tham ma. Cho dù quý vị có thuộc vào nhóm chỉ đến để nhận lấy hạt giống tham ma, hay quý vị đã có sẵn hạt giống tham ma, và giờ đây quý vị đến để phát triển hạt giống đó, loại châu báu huyền diệu này quý vị đã có, hãy sử dụng hạt giống ấy một cách đúng đắn, đừng vứt bỏ nó đi. Tôi đã thấy một khuyết điểm lớn ở vài thiền sinh mà tôi thường nhắc nhở. Nhiều lần, người ta đến để thử phương pháp thiền này. Không có gì sai cả. Người ta trước hết nên thử cái gì mới. Nhưng nếu quý vị cứ thử, chỉ thử không thôi, quý vị sẽ không bao giờ đủ nghiêm chỉnh để nỗ lực tu tập. Tôi thấy có người đến Ấn Độ. Họ đến để tìm kiếm kinh nghiệm đặc biệt này hay kinh nghiệm đặc biệt kia. Hãy để tôi hút thử cần xa. Hay tôi sẽ thử qua ma túy, rồi họ đến với các đạo sĩ, tập luyện với ba ba này, tập luyện với đạo sư kia. Cũng thế, họ đến với Guenca, một kinh nghiệm với ca một chuyến đi học đạo ca Quý vị đã thử tất cả các chuyến đi khác, bây giờ là chuyến đi học với ca Làm như thế, quý vị sẽ được lợi ích gì? Được rồi, hãy làm một chuyến thử nghiệm với ca Hãy làm một, hai hay ba chuyến, nhưng cuối cùng thì hãy quyết định. Nếu quý vị thấy rằng phương pháp thiền nào khác tốt cho quý vị, thì hãy nghiêm chỉnh tập luyện và thu thập lợi ích từ phương pháp thiền ấy. Nhưng nếu quý vị chỉ tập qua loa, một tí ở chỗ này, một tí ở chỗ khác, thì suốt đời quý vị chỉ phí phạm thì giờ của mình mà thôi. Con đường giải thoát là con đường rất nghiêm túc. Nó không giản dị là thứ giải trí tinh thần, tiêu khiển trí thức hay để giải khuây. Giống như có người khát nước, cần nước và bắt đầu đào giếng tìm nước. Quý vị đã đào giếng sâu được hơn vài ba thước, thì có người nói, đừng đừng đừng, nước ở đằng kia tốt hơn. Và quý vị bắt đầu đào giếng ở đó, ba thước nữa, ba thước chỗ này, ba thước chỗ kia. Nếu suốt đời quý vị cứ đào ba thước, ba thước như thế, quý vị sẽ không tìm được chút nước nào cả. Vậy thì, hãy thử một hai lần không sao cả. Nhưng rồi hãy quyết định, tôi phải đi vào tầng lớp sâu thẳm nơi có nước. Hãy quyết định đi. Nếu con đường này thích hợp với quý vị, nếu quý vị thấy nó có vẻ rất hợp lý, dựa vào sự thật, có tính khoa học, không liên quan gì đến bất cứ hạng đạo sư nào, không liên quan gì đến bất cứ loại giáo điều nào, hay bất cứ đức tin nào. Nó chỉ là môn khoa học thuần túy về thân và tâm, và phương pháp thiền này đã giúp ích cho tôi, mang lại kết quả chốt đẹp cho tôi. Nếu thế thì hãy nỗ lực luyện tập, hãy nỗ lực luyện tập. Về phần tôi, tôi biết chắc chắn đây là châu báu, thứ châu báu vô giá, không gì trên đời này có thể so sánh được với phương pháp thiền này. May mắn thay, quý vị hiện đang có nó. Hãy tận dụng phương pháp thiền này, tận dụng phương pháp thiền này vì lợi ích của chính mình, tận dụng phương pháp thiền này vì lợi ích cho những người khác. Tam ma là châu báu huyền diệu, người ta có thể thoát khỏi mọi khổ đau của cuộc đời, mọi khổ đau của cuộc đời. Nguyện cho tất cả quý vị tham dự khóa thiền 10 ngày, tận dụng được châu báu huyền diệu này và thoát khỏi khổ đau, tất cả mọi khổ đau. Hãy tận hưởng an lạc thật sự, hòa hợp thật sự, hạnh phúc thật sự. <laughs> He